Trời, bánh bông ngoài mai là siêu ngon. Bánh bông mai là em nói là siêu ngon nha mấy chị. Bánh bông mai là siêu ngon luôn mấy chị. Bánh bông mai em nói siêu ngon, mà đợt này nó có cái hộp bự luôn nè. Nó có cái hũ bự. Nó có cái hũ này bự mà nó có từng cái nó nằm trong bịch luôn. Từng cái trong bịch, từng cái trong bịch luôn. Bánh bông mai này quá bự. Hộp này hộp bự luôn, hộp bự luôn mấy chị. 540g mà nó có từng gói này mấy chị. Nó có từng gói mấy chị, ăn rất là tiện. Mấy chị mở ra dạng nó không sợ hư. Trời ơi cái hộp bự này, mấy hôm là cái hộp cỡ này là nó đã 140 rồi nè mấy chị. Mấy hôm cái cỡ này là nhỏ nhỏ vậy là 140 đúng không mấy chị? Bữa nay cái hộp bự chà bá nái này luôn. Cái hộp bự chà bá nái này luôn rồi mấy chị. Mà nó chỉ cà bá này luôn mà có 160 thôi mấy chị. Hộp chà bá bự này 160 luôn. Chà bá bự này 160. Chị Thắm lấy một hộp lớn luôn đúng không? Cho nên mấy chị nào chốt nhanh. Chốt nhanh chị nào lấy chốt nhanh. Tại vì bánh bông mai kẹp dưới này nó ngon lắm mấy chị. Rất ngon. 580g chị ơi. 580g. 580g nha mấy chị. À, 540g. 540g. Trời ơi cái hộp này nó ngon. Lấy hộp này luôn, cái hộp kia nó nhỏ hơn. Mà cái hộp này nó có từng nè, nó bọc cho mấy chị từng cái, từng cái, từng cái trong cái bọc này mấy chị. Mấy chị mở ra mấy chị ăn cho nó rất là gọn. Rất là gọn. Ok, chị thắm một hộp nè. Chị Quỳnh Như hai hộp. Mấy chị ơi, feedback đi mấy chị, feedback giùm em cái bánh bông mai này thử ngon không để cho mấy chị mua. Feedback cho mấy chị giùm em, chị ánh kim một hộp luôn. Mấy chị chốt bánh bông mai đi, trời ơi, hết rồi. Em muốn hết rồi mấy chị ơi. Có vẻ mấy chị chốt đã hết luôn rồi. Hai hộp, chị thắm một hộp nè. Chị thắm một hộp nha, chị đặt thành một hộp nha. Chị Quỳnh Như hai hộp, chị ánh kim một hộp. Ê, tao nói hết rồi. Em muốn hết nha. Chị ánh kim một hộp, dạ cái này kẹp dứa đấy. Là em gọi bánh bông mai đó. Chị Cẩm Tú một hộp. Cô Thảo bò nhím nhé một hộp. Chị Andy. Chị lấy giùm em bắp với hộp bánh lớn. Ok chị Andy. Bánh này rất ngon, em nói thiệt kia với chị em bán. Ừ, không có chị Thanh Huê hả cha. Cái bánh này là em bán mấy năm rồi. Mà chuyến nào bánh bông mai em cũng cháy hàng đó. Chuyến nào mà chị hỏi em bánh bông mai em cũng cháy luôn. Bánh bông mai rất ngon, ăn mấy năm nay vẫn thích già. Còn hàng. Cái này còn hàng mấy chị chốt đi. Mấy chị cốt đi còn hàng nha mấy chị. Bánh còn hàng chốt tới cho em đi, em ghi lại nè. Lấy cái thùng đi. Anh lấy nguyên thùng luôn. Hai thùng mới 12 à. Hai thùng 12. Nè, chị thấm là một nha. Chị đặt thành là một, anh ghi chưa? Rồi chị Quỳnh Như hai là 4 rồi nè. Chị ánh kim một hộp. Rồi tới chị Cẩm Tú một. Ok. Chị Cẩm Tú là một. Alo. Cái bánh này ăn rất là ngon. Mấy chị thấy nãy giờ mấy chị ban feedback bánh bông mai giả mang không mấy chị? Bánh bông mai đây là em nói là em bán gọi là đỉnh cao. Em bán đỉnh cao. Em bán đỉnh cao luôn. Dạ ok. Mấy chị cứ chốt luôn, không sợ là đi hoài mệt nha mấy chị. Em sắp chặn đi, em sẵn sàng đi và em rất thích đi nha. Rất thích đi nha mấy chị. Ok nè, chị Liên Trần ok. Chị Hạnh ok rồi, chị Trúc Thanh Thanh một hộp bông mai lớn ok nè. Chị Trăng là hai bông mai dứa ok luôn. Chị Ngát một bịch viên giặt xả, một chai màu vàng vệ sinh nhà tắm, một chai nước lau sàn, mua hàng trong siêu thị em nghe ok rồi, em biết hàng đó rồi. Ở đây cũng siêu thị mấy chị. Cái đây là đại siêu thị luôn. Em đang ở siêu thị. Mấy chị, Quyên đang ở siêu thị chứ Quyên không có ở những cái cửa hàng trôi nổi. Cho mấy chị coi cái siêu thị đây nó khủng hoảng luôn. Mấy chị coi hàng của nó mấy chị khủng khiếp luôn. Đây là đại siêu thị chứ không phải là siêu thị bình thường. Cái này là em dùng từ đó là đại siêu thị. Mấy chị nhìn nè. Hàng nè. Khiếp không? Mấy chị thấy hàng không? Nè. Nó là đại siêu thị nha mấy chị. Nó là siêu thị lớn. Tức là này nó nắp chuyên sĩ á. Siêu thị là siêu thị chuyên sĩ. Tức là nó giống như cái kiểu siêu thị Việt Nam mình, nó có siêu thị gì ta? Cái siêu thị gì ta? Metro. Nó giống ở Việt Nam mình có metro á mấy chị, nó giống metro Việt Nam mình á, tức là nó dạng vậy đó. Nó bán nhiều vậy đó, bán giả mang vậy đó mấy chị. Chị Mỹ Thành Dương 1 là 10, chị Thẩm Dương 1 là 11. Chị Tôm Nghĩa 1 là 12. Chị Phượng Ái 2 là 14.
Chị Phượng Ái Hai là 14, chị Ngọc Hà Nguyễn 1 là 15. Chị Nguyễn Thức 1 là... Chị Ngọc Hà Nguyễn 1 là 15. Chị Nguyễn Thức 1 là 16. Bánh này ngon, em nói thiệt, bánh này ăn ngon lắm. Chị Ánh Kim comment bánh này ăn ngon lắm, chị Quỳnh Như cũng bánh này ăn ngon lắm. Bánh này em bán rất nhiều năm rồi mấy chị. Em bán rất là nhiều năm rồi. Hả? Chị Nguyễn Thức là 1. Này em đọc tới mấy rồi vậy trời? 14, 15, 16. Chị Nguyễn Thức là 1 là 16. Chị Liên Nguyễn 1 là 17. Chị Liên Nguyễn, chị có khách mới, chị cho số điện thoại nè. Là hành 18. Là hành 18. Ok. Chị Trúc Thanh Thanh 1 là 19. Chị Trăng 2 là 21. Thanh 1 không? Ừ. Trăng 2 à? Chị Trăng 2. 21 thì chị Trăng là 21 rồi nè. Chị Liên Thành 2 hộp vô kẹo dừa. Chị Đạt Thành thêm 1 nữa là 22. Chị Đạt Thành thêm 1 là 22. Ok, hôm trước chị có mua. Chị Hường là lấy 5 kẹo hít tô với lại 1 kẹo sầu riêng đúng không? Ok. Bánh bông mai một hộp bự này 160 thôi. Nhát là lâu sàng là hết rồi không? Ừ. Hộp bự này là 160 thôi mấy chị, chốt nhanh. Xả bồn cầu là viên xả bồn cầu hả chị? Viên xả bồn cầu hay là cái chai chà bồn cầu? Cái chai chà bồn cầu màu xanh đúng không? Cái chai chà bồn cầu hôm bữa trước em bán 145 đúng không? Cái chai nó xài ok quá đúng không? Chai chà bồn cầu đúng không? Hay là viên xả bồn cầu? Mấy cái thùng mấy chỗ đây của mình đâu rồi? Đấy rồi cái này đi. Nãy em nhiều hai mấy rồi? Không, có chuyện trăng sâu. Hơn rồi. 21. Chị đã đặt thành thêm 1 thành 22, 22 rồi. 22 thì cái kia 18 rồi đúng không? Sáng đây 13 đi. Vậy cái đây. Không có 6. 18. 18 nữa, ở đây 13 nữa. 31. Rồi chị chốt tiếp đi. Chị ngát bùi, chị ngát một hộp bánh bông mai. Viên xả bồn cầu đúng không? À, chị viên xả bồn cầu em nó chị có thể xài cái hàng của ở Việt Nam đi, em đang có cái hàng ở Việt Nam, hàng của công ty luôn. Em đang xài luôn, cái hàng đó giá rất là tốt. Rất là rẻ giá. Nói chung là hàng giá rẻ hơn xài hơn hàng Thái nhưng mà xài rất ok. Chị có muốn xài thử không? Muốn xài thử không? Một hộp 8 viên là chỉ có 129.000 hả? Đúng không? 8 viên là 129.000 thôi. Mà 16 viên thì là 239. Nói chung là em thấy giá rất là tốt mà xài ok, em đang xài cũng ok lắm. Viên giặt xả siêu thơm. Bây giờ đi qua kiếm viên giặt xả đi nha mấy chị. Lấy cho mấy nhỏ đi. Chị Bùi Thu Bùi, chị Bùi Thu Bùi Thị một bánh bông mai luôn. Mấy chị chốt bánh bông mai tiếp đi, bánh bông mai về em đi nha, em đi qua.